Xin chào tất cả các bác nhé, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Nhật Bãi Phú Cường. Bác nào đang xem video cho em xin một like, một chia sẻ. Bác nào chưa đăng ký kênh cho em xin một đăng ký kênh nhé. Buổi tối ngày hôm nay thì em lên cho các bác 3 mã nồi cơm 2 em Hitachi đều là đời cao 2019 hết ạ. Một em Sanyo mật quỷ đổi màu giọng nói. Vâng, em sẽ lên luôn cho các bác. Đầu tiên sẽ là em Hitachi màu trắng ạ. Ngoại hình đây ạ, ngoại hình bên hông này thì có hơi móp nhẹ một chút xíu thôi. Đây ạ. Đây ạ. Bên này đều không này, đây là cái vết đường kẻ chỉ thôi. Trên nóc hơn này thì còn nó có một đường kẻ tăm thôi các bác nhá. Đó, đây ạ. Bên trên mặt thì không bị sứt, không bị móp. Đấy, duy nhất chỉ có mỗi bên hông này là có hơi móp nhẹ một chút. Nồi này là nồi dung tích 1 lít hết các bác nhá. Nồi này là nồi dung tích 1 lít, điện 100V, công suất là 1400W. Nồi này nhiệt độ sôi là 137 độ C. Em này sản xuất năm 2019 các bác nhá, Hitachi đời cao 2019 ạ. Hitachi đời cao 2019. Vâng đây ạ. Nồi cao tần áp suất bi các bác nhá. Răng đây. Răng còn khá là ok đấy ạ. Hitachi đời cao này thì răng của nó có làm thừa dài ra một chút ở phần này đấy ạ, phần răng đấy ạ. Phần răng của nó làm lên trên một chút. Đó. Chỉ đời cao mới có thôi các bác nhá. Rột nồi đấy ạ. Rột nồi thành vách xung quanh nồi thì nó có chấm cám. Bên lòng nồi là nó có bị xước ở những cái vết ấy này, những cái nốt chấm này. Nhưng mà tổng quan thì là vẫn còn rất là ok nhá. Cái men chống dính của nó vẫn không bị ảnh hưởng đâu. Đó. Đây bên thành nồi nó có những vết chấm. Cái này là không bao cho các bác là nó không bị chóc nhá, bao cơm không dính các bác nhá. Bao cơm không dính ạ. Bên ngoài đấy ạ. Bên ngoài thành nồi đấy ạ. Bên trong đây. Đây ạ. Nồi nấu trong 32 phút. Menu. Đây là nút nấu cơm cứng. Nấu ngon này. Đó. Nấu tiết kiệm điện là 50 phút. Dòng Hitachi đời cao này là nấu tiết kiệm điện đã 50 phút rồi đấy ạ. Mở bé Si ơi. Si. Mở bé. Đó. Nấu ngon là 90 phút các bác nhé. Bình thường thì chỉ có Joji là em thấy là nấu ngon là đã dài nhất rồi. Mà Hitachi đời cao này là nấu ngon nó lên đến 90 phút ạ. Thì chứng tỏ là nó cơm của nó rất là ngon đấy ạ. Bác nào đang tìm một người em Hitachi đời cao thì không thể bỏ qua em này, có thể tham khảo em này được. Đây ạ. Đó. Nấu nhanh vẫn là 26 phút các bác nhé. Chọn gạo này. Hiện giờ. Đó. Các chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Thì buổi tối ngày hôm nay em lên cho các bác em này với giá là rửa 124 đúng không ạ? Phần 124 ngày 11 tháng 4.
Mã số 1. Em lên với giá em này là 1.350.000. 1.350.000 cho em Hitachi đời cao 2019 màu trắng ạ. Thì bác nào có nhu cầu mua hàng có thể trực tiếp gọi điện cho em qua số điện thoại 0862 594684 nhé. Rồi ok. Tiếp theo là em Sanier mặt quỷ đấy ạ. Em này thì thực ra là nó không ghi là Sanier nhưng mà bên trên này là có dòng tiếng chữ này là dòng chữ Nhật. Nồi này theo như em được biết là nồi Sanier nhưng mà nó là nồi chuyên thiết kế chuyên cho hàng nội địa Nhật, dùng cho hàng nội địa Nhật đấy ạ. Cho nên là nó không ghi tên Sanier. Mà hình dạng nó giống hàng dòng Sanier đến 99,9% luôn. Quay ngoại hình cho các bác xem đấy ạ. Bên này nó có hơi móp nhẹ một chút. Bác nào chốt hàng thì có thể nhắn em để em nắn lại cho các bác nhé. Cái này dễ xử lý thôi ạ. Này chỉ hơi móp nhẹ thôi ạ. Đây ạ. Quay ngoại hình cho các bác xem. Nồi này là nồi dung tích 1 lít các bác nhé. Đây ngoại hình đây ạ. Ngoại hình có một vài điểm chóc cái lớp nano thôi ạ. Một chút xíu ạ. Đây. Bên trên mặt này thì không vấn đề gì nhé mọi người nhé. Bên trên mặt này nắp hơi của nó rất là to luôn. Nắp hơi của nó rất là to luôn ạ. Em này là đời 2004. Công suất là 1200W, điện 100V. Nhiệt độ sôi ở 142 đến 146 độ C các bác nhé. Mã là ECG CH10. Đây ạ. Các bác có thể nhìn thấy cái ruột nồi của nó CH10. Đây là nồi của nó 100% các bác nhé. Đây là ruột nồi 100%, không bị đổi ruột đâu ạ. Nồi của nó 100% luôn ạ. Đây răng đây ạ. Răng còn rất là xanh. Răng còn rất là xanh luôn ạ. Nồi này cao tần áp suất bi các bác nhé. Đây ạ, bên trong vẫn còn rất là mới luôn, không bị han gì. Em này có điểm trừ đó là nó bị nứt nhẹ chỗ này đó. Nứt ở bên này đấy ạ. Cái này nứt ở lớp vỏ thôi, còn lớp vỏ ngoài đấy các bác nhé. Đây, quay kỹ cho các bác xem chỗ nứt đấy. Nó chỉ nứt ở bên trong một chút xíu thôi, một chút như đường kẻ tóc thôi. Đấy. Nồi này thì thích hợp cho các bạn nào thích sưu tầm đồ cổ. Thì các bác có thể tham khảo em này. Đây ruột nồi đấy ạ. Ruột nồi đây. Ruột nồi không bị bong chóc, không bị chảy xước nha các bác nhá. Đế vết chảy là vết hàng cái đường kẻ như kiểu là mình dùng muôi hoặc thìa mình cạo nồi thôi. Nó còn lớp chống dính của nó vẫn còn rất là ok, nồng lòng bên ngoài đấy ạ. Nồi rất là dày dặn và nặng luôn ạ. Nồi này là nồi kiểu nồi đồng cối đá đấy ạ. Nồi rất là dày và nặng đấy ạ. Đấy thì em này có một điểm trừ duy nhất, nó là bị nứt nhẹ bên này. Thì với cái điểm trừ này thì em sẽ để rẻ cho các bác thôi. Đó. Nấu cơm trong vòng 32 phút ạ. Giọng nói rất là rõ ràng luôn ạ. Các bác xoay, nếu các bác chọn menu đây ạ.
Đây ạ. Vì sao mà mình ấn nhiều lần không được, cái menu nó không chạy ạ. Nhiều bác mua về để dùng bảo là tôi bấm nhiều lần rồi nhưng mà không được. Thực ra đây là bấm menu nhưng thôi, nhưng mà thực ra mình nếu như mình chọn menu thì mình chọn là cái nút tròn này đây ạ. Đây ạ. Đó, mình di chuyển nút tròn theo chiều kim đồng hồ các bác nhé. Đó. Các bác đã nhìn thấy các chức năng nó di chuyển chưa ạ? Đó. 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 Rất là dễ sử dụng luôn ạ. Đấy, đến chức năng nào là giọng nói nó sẽ phát lên các bác nhé. Đó. Nấu trong vòng 32 phút ạ. Nồi san như mặt quỷ cao tần áp suất đổi màu giọng nói cô gái Nhật các bác nhé. Đây, các chức năng hoạt động bình thường. Em này là em bao xì cho các bác luôn nhá. Cái này em đã test xì rồi đấy ạ. Bác nào mà cần video, có video test xì luôn ạ. Các bác nào cần em gửi cho ạ. Bao xì các bác nhá. Đó, bác nào mà đang sưu tầm cái loại đồ cổ này thì không thể bỏ qua em này được. Tiếp theo là mã số 2 ạ. Mã số 2 em lên cho các bác là 1.2 thôi ạ. 1.2 thôi vì nó bị nứt nhẹ cái lớp vỏ một chút đấy, cho nên là em bán rẻ thôi chứ bình thường sẽ không có giá này đâu ạ. 1.2 cho em săn như mặt quỷ các bác nhé. Đổi màu giọng nói luôn ạ. Săn như mặt quỷ đổi màu giọng nói ạ. Ok. Và cuối cùng sẽ là em Hitachi Cotton Offset màu đỏ. Màu đỏ. Em này thì ngoại hình quay ngoại hình cho các bác xem đây. Em này thì có bị móc vào đêm một chút. Đó. Thì bác nào lấy thì em sẽ nắn lại, bác nào lấy thì em sẽ nắn lại cho. Cái này dễ xử lý thôi. Nói chung là cái lớp vỏ nhựa này cũng dễ xử lý hơn. Mình chỉ cần nắn lại là ok. Đây trên mặt. Trên mặt của các của cái nồi em nồi đây. Nói chung là hàng dùng rồi thì mình không thể tránh được những cái vết gọi là xây sắc nhẹ một chút nhá. Bình thường mình mua hàng mới về là mình dùng 2-3 ngày nhìn nó đã khác hẳn rồi. Huống gì là những cái hàng dùng rồi mà còn chất lượng như này ạ. Đó. Em này là em Hitachi màu đỏ, mã là SRTS103M. Dung tích là 1 lít, điện 100V các bác nhá. Đời 2019. Công suất là 1400W. Nhiệt độ sôi ở 137 độ C. Em này cũng giống như em Hitachi màu trắng kia thôi. Đời cũng giống như em Hitachi màu trắng ạ. Đây ạ. Dòng của em này có vẻ khá hơn dòng của em kia. Xanh hơn đúng không ạ? Xanh hơn và đẹp hơn. Dòng đây các bác. Xanh và đẹp nhá. Không bị rách rời, không bị xước các bác nhá. Dòng không bị rách, không bị xước nhá. Đây ạ. Áp suất bi, cao tần áp suất bi ạ. Cao tần áp suất bi. Lòng nồi đấy ạ. Lòng nồi của em này thì các bác có thể ba điện cho các bác luôn. Si ơi, có mẹ khăn à? Si, có mẹ khăn nhanh lên. Lòng nồi đây các bác ơi. Không một vết chảy xước luôn đấy ạ. Nồi vẫn còn rất là đẹp luôn. Em khăn kia kìa mà. Khăn gì kìa? Đói. Bé kia. Đây ạ. À. Nồi nước này là em tép em vệ sinh đấy ạ. Đây. Đó. Em này thì không bị chảy xước, không bị chấm cám luôn nhá. Nói chung là
khá là hoàn hảo ạ. Rồi nồi đây. Bên trong đây ạ, bên trong. Bên trong cái nồi mới. Đấy, em này nấu cơm thường cũng là 50 phút ạ. Em này đang nấu cơm ngon rồi. Nấu cơm ngon cũng là 90 phút các bác nhé. Hầu như là các chức năng cũng giống em Hitachi màu trắng kìa. Để có bác thích màu trắng, có bác thích màu đỏ. Nói chung là bác nào mà đang thích những cái em Hitachi đời cao này thì có thể tham khảo kênh của em. Đây em này à không, em này là nấu ngon là 96 phút, em kêu 90 phút thôi. Em này cao hơn đấy ạ. Đó. Nấu tiết kiệm là 50 phút, nấu bình thường, nấu nhanh là 26 phút. Đó. Hiện giờ các chức năng hoạt động bình thường các bác nhé. Mã cuối cùng là mã số 3. Em lên cho các bác này, em lên cho các bác em này với giá là 1.400.000. 1.400.000 thôi ạ. 1.400.000 cho em Hitachi đỏ đời cao 2019 các bác nhé. Ruột nồi và lòng nồi rất là ok các bác nhé. Đó. Ruột nồi không bị chảy xước, không bị móc méo gì luôn ạ. Thì các bác mua hàng có thể điện gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0862594684 nhé. Địa chỉ em bán hàng tại Quỳnh Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình ạ. Bác nào có cơ hội đi qua đây thì có thể alo vào nhà em để xem trực tiếp hàng nhé. Và cảm ơn các bác đã ủng hộ Nhật Bãi Phú Cường trong suốt thời gian qua nhé. Xin chào và hẹn các bạn, các bác trong những video tiếp theo ạ.